Thông tin nóng ngay trong sáng nay mùng 3 Tết đã xảy ra một vụ cướp tại trạm phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Phóng viên của Chuyển động 24 giờ lúc này thì đã có mặt tại hiện trường và cập nhật thông tin chi tiết đến quý vị. Xin chào chị Quỳnh Như ạ. Như thông tin ban đầu chúng tôi nhận được thì nhóm cướp này là có sử dụng hung khí ạ. Vâng, xin chị cho biết là tình trạng của các nhân viên hiện nay như thế nào ạ? Vâng, xin chào anh và quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại trạm thu phí Dầu Giây. Có thể nói là ngay tại lúc này thì tôi không thể tiếp cận được hiện trường do là công an đang phục vụ công tác điều tra. Và ngay trong sáng nay thì theo như thông cáo báo chí được gửi đi của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC thì họ cho biết vào lúc 7 giờ sáng nay thì hai tên cướp có vũ khí dùng súng và dao đã xông vào trạm thu phí này. Cụ thể là xông vào phòng kế toán vé thẻ, là nơi duy nhất trong trạm thu phí này đựng két sắt chứa tiền của trạm thu phí. Và trong lúc nhân viên thực hiện công tác giao nhận ca, là lúc này là cũng là lúc duy nhất mà két sắt được mở để chuyển tiền thu phí của ngày hôm trước vào két sắt, thì hai tên cướp này đã xông vào và khống chế các nhân viên bao gồm kế toán, thủ quỹ và giám sát để thực hiện hành vi cướp tiền của mình. Qua cung cấp của nhân viên có mặt tại hiện trường thì hai tên cướp này tỏ ra khá là táo bạo. Họ đã dùng dao và súng kề vào cổ nhân viên và có hành động uy hiếp và đánh nhân viên trước khi rút đi. Hai tên cướp đã thoát khỏi hiện trường ngay sau đó khoảng 7 giờ 6 phút. Có nghĩa là từ 7 giờ đến 7 giờ 6 phút, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút thì hai tên cướp đã nhanh chóng thực hiện hành vi của mình ngay tại trạm thu phí này. Hiện nay thì công ty VEC cho biết thì họ đang phối hợp với công an điều tra để cung cấp các thông tin, để khi nào mà công an điều tra có kết quả chính xác về vụ việc thì họ sẽ cung cấp đến quý vị khán giả ngay sau đó.